Hello, xin chào cả nhà mình nhé. Chào anh em đã quay lại kênh bán MacBook của em hôm nay này. Thì hôm nay em lại về được hai cây MacBook đời 2020 mọi người nhé. Đấy, cây này con MacBook Pro giá nó quanh hơn 13 một chút này. Con này là MacBook Air nhé. Thì em sẽ lên lần lượt từng cây một và test chức năng cho mọi người luôn. Đấy, đây đầu tiên thì cây này là cây MacBook Air 2020. 2020 thì nó có hai dòng, một là chip Intel, một là chip chip M mọi người nhé. Đấy, con này thì là chip Intel thôi nhé, nhưng mà cấu hình thì cũng giá khá là mạnh. Con này thì nó sẽ bằng giá với con M1 bản bay đấy mọi người nhé, bằng với giá con M1 bản bay. Đấy, ngoại hình thì cũng đẹp lắm, không có vấn đề gì đâu. Ngoại hình máy rất ok nè, mặt A này không xước không móp luôn đấy, rất là đẹp. Mặt sau cũng vậy này, rất là ok luôn. Con này bình thường bán tầm có độ 13 triệu đấy. MacBook Air đời 2020 các bên cũng đang bán loanh quanh khoảng 13 triệu ấy. Thì em sẽ bán cho 10 con này với giá là 5 triệu 8 thôi. À, gần 10 triệu 8, em bị nhầm một chút thôi. 10 triệu 8 chứ không phải 5 triệu 8 đâu nhá. MacBook Air đời 2020. Màn con này 13,3 inch Retina mọi người nhá. Cái đời 2020 này thì pin nó khá là trâu bò đấy. Đây nhá. Con này đang chạy macOS Big Sur nhá. Bộ xử lý là 1.2 i7 nội tứ luôn mọi người nhá. Đấy. Lấy về làm văn phòng lướt web xem phim thì quá là mượt mà ngon nghẻ luôn. RAM 16 GB này. Đấy, con này i7 RAM 16 nhá. Ổ SSD của nó là 256 GB. Rồi con này bình thường giá thị trường nó sẽ bằng M1 bản bay, nó rơi vào khoảng 13 đồng, 13 triệu. Em sẽ bán cho mọi người với giá là 10 triệu 800 nhé. Đây, sạc 154 lần đây này. Đó, pin dùng thoải mái luôn, tầm 5-6 tiếng luôn. Pin MacBook Air thì nó dùng rất là ok đấy. Pin MacBook Air dùng rất là trâu. Ngoại hình màn, viết phím, viết các kiểu thì đều ok nhé, không lỗi đâu nhé. Cái dòng này thì có cả bảo mật vân tay cũng còn luôn. Đấy, con này thì tại sao nó rẻ hơn được 2-3 triệu, là con này nó đã từng qua sửa chữa rồi nhá. Đó, còn chức năng thì nó đầy đủ hết, chức năng không lỗi gì cả, máy đủ hết chức năng, rẻ hơn được tầm khoảng cỡ độ 2 triệu nhưng mọi người mua. Thực ra là em cũng rất ít khi về được cái dòng này, giờ này về được con này thì nó cũng rất ok luôn, báo cho mọi người cái giá nó hợp lý. Tại vì bán thì thực ra nếu em không nói thì mọi người sẽ không phát hiện được đâu, không phát hiện được máy qua từng qua sửa chữa đâu. Nhưng mà cái màn này là đảm bảo cho mọi người này, màn zin đẹp 100% luôn này đó, màn không hề ám ố hay lưu ảnh như màu thì cô luôn, cực kỳ chuẩn luôn nhá. Đó, rất là ok, rất là hợp lý rồi. Giá 10 triệu 8 thì mọi người chỉ mua được bản i5 58 256 với máy bình thường thôi, nhưng mà để so với con này thì nó chả có gì để so cả, con này nó quá là ngon so với con đấy rồi. i7 16 256 cơ mà. Rất là mượt mà, rất là sướng luôn nhé. Vân tay còn thì nhà camera kiểu đầy đủ hết, không lỗi. Không lỗi chức năng gì cả. Máy hoàn toàn bình thường nhé. Chỉ là nó từng qua sửa chữa thôi. Nên là rẻ được tầm 2 triệu rồi. Đây, mọi người xem này. 2020 thì là phím cắt kéo nhá. Cái đời này nó cũng khá là bền, nó không lỗi đâu. Không lỗi vặt đâu. Dùng rất là sướng. Đấy, về học tập, lướt web xem phim, dạy học hay là mọi người làm gì cũng ok. Cái con này rất là sướng. RAM 16 GB thì cũng thoải mái, không bao giờ sợ tràn RAM mấy đâu. Mọi người dùng Công ty nhiều thiết lắm kế mới tràn RAM. giới thiệu sữa rửa mặt Pond's Dry Miracle với niacinamide thế hệ mới của niacinamide. Thank you.
chung là như kiểu tab YouTube này thì dùng một lúc tầm mười mấy tab cũng thoải mái nhá. Đó thì con này 10,8 triệu, máy đã từng qua sửa chữa nhá, còn cụ thể sửa gì thì mọi người nhắn tin inbox cho em thì em sẽ báo luôn đấy, cũng không không giấu giếm gì cả, giá rất hợp lý rồi, 10,8 triệu mọi người này. Tiếp theo lên một con MacBook, con này là MacBook Pro mọi người nhá, cũng là màu silver luôn đấy, rất là đẹp. Con này thì máy cũng chưa sửa chữa, con này ngoài hình nó đẹp, ngoài hình rất là chuẩn luôn, bản 4 cổng nhé. Đây là cổng 4 cổng Type-C hai pin, mỗi bên hai cổng. Máy cũng rất là ok, rất là đẹp, bên này hai cổng, bên kia hai cổng nhé. Đấy con này thì đây series của máy đấy, model của nó là A2251 nhé. Đó, màn 13,3 inch Retina 3K. À, con này là Retina 2K mọi người nhá. Chuẩn của nó là 2,5K. Đấy, Touch ID, Touch bar đầy đủ, không lỗi. Mật khẩu, vân tay, phím cắt kéo nhé. Phím cắt kéo cho em nhé. Đấy, con này cấu hình thì con này cũng rất là cao. MacBook Pro đời 2020 nhá. Chip con này là chạy, đây này, Pro 2020 13 inch này. Chip con này là 2.0 i5 loại từ nhá. RAM của nó là 16 GB. Đấy, MacBook Pro 2020 i5 RAM 16 GB. Cái ổ con này là ổ 1T luôn mọi người nhá. Đấy, cài Win mọi người dùng lưu trữ kiểu thì thoải mái luôn. Dùng cả năm không đầy. Cực kỳ sướng nhá. Đấy, đắt hơn vài trăm nghìn thôi nhưng mà sử dụng rất là sướng. Tại vì cái ổ lưu trữ của nó rất là nhiều. Đấy, con này mọi người nhìn này. Sạc 93 lần pin 4K6 luôn. Mới tinh pin nó tầm 4K8, 4K9 thôi. À, bây giờ nó còn 4K6, thực ra là pin này chín mấy phần trăm phải, pin này cực kỳ tốt rồi. Cái pin theo tìm được con pin 4K5, 4K6 này là rất là ít có luôn. Đó. Đó. Pro 2020 i5 16 1T nhá. Vân tay các kiểu thì đầy đủ không lỗi luôn. Ok hết. Là thêm vân tay này, đó. Ok hết luôn nhá, không lỗi nhá, màn hình đẹp luôn, nói chung là sạc mấy chục lần thì mọi người cứ yên tâm mà dùng thôi, màn rất là đẹp. Đây màn zin nhá, không 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 nói em nói không với màn nâu mọi người nhá, không với màn nâu, nhờ phải con màn nâu về là trả luôn, trả hàng luôn, trả hoàn tiền luôn. Đấy màu đỏ này, không sọc không ám luôn nhá, rất là chuẩn, sạc mấy chục lần thôi thì mọi người mua con này. Em đang để cho mọi người giá là 13,7 triệu mọi người nhé, 13,7 triệu. MacBook Pro 2020 i5 16 1T nhé. Đó, nó cũng rẻ hơn thị trường rồi đấy, mọi người tìm hiểu thử là biết. Hoặc là mọi người có thể nhắn tin shop này shop kia là mọi người biết mà. Còn bảo hành thì giống nhau thôi. Bảo hành thì em vẫn bảo hành đầy đủ như mọi người, có bao test, có đổi trả đầy đủ luôn. Đấy bên em thì có sẵn các dòng MacBook nói chung là từ 5 triệu, 4 triệu mọi người nhé. Từ 4 triệu đến tầm 3 40 triệu cũng có. Hôm nay mới bán một con hơn 40 triệu đây. Đấy thì khá là hợp lý luôn. Đây nhá, Bluetooth này. Bán đi chuột và chuột các kiểu đều ok hết, không vấn đề gì cả. Pin trâu. Chú Tông cũng còn luôn đây này mọi người này, đó. Chú Tông còn luôn này. Đó rất hợp lý rồi. Dám để cũng tương đối là mềm rồi. Cho mọi người mua một con máy gọi là khá là đẹp. Khá đẹp về sử dụng. Đó, YouTube này thích nói cho mọi người xem nó bắt wifi nó dùng rất là sướng. Cái này con này mở một nút 28 e YouTube luôn, một nút 28 riêng biệt luôn, nhưng mà test cái đấy thực ra là nó hơi mất thời phòng gian. bệnh cho bé với sữa tắm Lifebuoy giúp ngăn ngừa 99,9% vi khuẩn, tốt hơn bệnh xà phòng thông thường. Cùng kết đôi dành cho một ngày xuất thầy sáng lại chuyện tiếp tranh. Cái dòng Pro thì âm thanh nó sẽ hay hơn dòng E một chút mọi người nhé. Mọi người nghe thì mọi người sẽ thấy nó hay hơn một chút đấy.
Tớ xin phép là kết thúc video ở đây nhá.